quý vị khán giả đến với chương trình Hội thoại cộng đồng của Viettv Canada. Thưa quý vị, hàng loạt những ca khúc sáng tác đầu tiên mang đậm màu sắc đang tu như là Dấu ấn tình yêu, Tình khúc là một trong những ca khúc nổi tiếng mà được rất nhiều quý vị khán giả hâm mộ yêu mến dòng nhạc thánh ca. Và ngày hôm nay, Đức Mẹ xin trân trọng giới thiệu linh mục, nhạc sĩ Ân Đức, người đã sáng tác những ca khúc này, sẽ cùng trò chuyện và giao lưu với quý vị khán giả về những chủ đề xung quanh những ca khúc ngày hôm nay. Và một lần nữa thì Đức Mẹ cảm ơn linh mục, nhạc sĩ Ân Đức đã đến với chương trình của Viettv Canada ngày hôm nay. Tôi là Ân Đức, xin được kính chào quý vị khán thính giả của đài Viettv Canada. Phải nói là đây là một cái thời gian rất là quý báu mà quý vị khán giả Viettv Canada có thể trò chuyện giao lưu với linh mục nhạc sĩ Ân Đức. Được biết là đây là lần đầu tiên cha đến Toronto đúng không ạ? Vâng, tôi là lần đầu tiên tới Canada. Và cái cảm xúc của cha lúc này như thế nào? Ban đầu tới đây thì cứ tưởng là được khách quen người, lạ lùng. Nhưng mà không ngờ thì lại được anh chị em đồng bào Việt Nam, rất là người giáo dân tiếp đón bằng một đêm thánh ca Ân Đức tại Scarborough. Và đó là cái khởi đầu của một cái tương quan khá gần gũi với anh chị em giáo dân, với đồng bào, với người Việt tại Canada. Có lẽ là mình sẽ tóm tắt hoặc ngắn gọn ở một cái giai đoạn nào đó gọi là thăng hoa nhất trong cái cuộc đời của cha. Vâng, có lẽ cái khoảng đời mà nó đáng nhớ nhất mà tôi trải qua là thời gian từ năm 1978 cho đến năm 1993. Đó là thời gian mà tôi cùng với nhà dòng, nói chung là năm nhà dòng của Giáo hội Công giáo ở Thủ Đức năm 1978 được Lương Hân Lợi bị tịch thu. Và chúng tôi, những anh em tu sĩ trẻ, được vào tù 3 tháng, sau đó ra tù Lạp Xích Lô 6 tháng và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới trong đời tu, bằng cách là đứng trước một sự lựa chọn: một là về gia đình, hai là tiếp tục đời tu bằng một cuộc phiêu lưu. Anh em chúng tôi tình nguyện đi nông trường ở Củ Chi, và đó đời tu chúng tôi tiếp tục bằng 5 tháng ở nông trường với những công việc là lao động là chính. Chúng con cũng đang thắc mắc là trong cái quá trình mà những cái mất mát và những bất hạnh mà cha phải trải qua, nhưng mà vẫn sáng tác được những cái ca khúc như vậy, thì xuất phát từ những cái nguồn cảm hứng như thế nào? Có lẽ là tôi nghĩ rằng cái đời sống cầu nguyện, mặc dù phải bôn ba giữa đời, sinh hoạt giữa đời, rồi tiếp xúc gặp gỡ, rồi lao động một ngày 8 tiếng bằng học lao động, nhưng mà anh em vẫn dành thời giờ cầu nguyện trong thiên lặng. Và tôi nghĩ rằng thánh ca là gì? Thánh ca là lời cầu nguyện phát xuất bằng âm nhạc. Thì tôi nghĩ rằng đây là những phương thế tôi cầu nguyện bằng âm điệu, bằng giai điệu, bằng ca khúc, và toát lên thành lời cầu nguyện. Và lời cầu nguyện này có thể chia sẻ ra cho mọi người, cho anh chị em. Thì qua những CD, qua những bài hát, tôi nghĩ đó là những lời cầu nguyện mà tôi có thể hát ra, chia sẻ ra cho anh chị em bằng chính âm nhạc. Cho tới hiện tại, thời điểm bây giờ, thì theo cha thì những cái ca khúc tiêu biểu nào mà cha cảm thấy là cha tâm đắc nhất và cha thích nhất? Vâng, cái câu hỏi này thì nhiều người hỏi tôi rồi, mà tôi trả lời thế này: tôi không bao giờ tôi đếm được bao nhiêu bài hát đâu. Và xin thú thật là tôi làm nhạc vì nhu cầu, chứ không phải vì hứng. Có nghĩa là nhà dòng cần tôi làm bài hát cho một lễ, dịp lễ nào đó, phục vụ nào đó. Mà trong dòng tôi chỉ có hai dịp lễ chính là lễ khấn và lễ an táng của các thầy, thầy già đó. Thì tôi chuyên sang ta các lễ khấn của dòng theo đơn đặt hàng và theo gợi ý của cha về đêm. Hoặc là một thầy nào, một cha nào sắp được qua đời ấy, thì mình viết cho cuộc đời đó đã hoàn tất. Thì viết vì mục đích là để đáp ứng nhu cầu phục vụ của công đoàn. Còn hay dở thì cái là kinh suy. Có nhiều bài là hay thì nó sống, có nhiều bài nó dở thì nó chết, rồi cũng tôi chẳng tiếc. Vâng. Tại sao mình phải tiếc phải không cha? Vâng. Trong khi đó là những cái tác phẩm mà mình tâm huyết nhất, mình đã sáng tác ra và được rất là nhiều chúng con cũng như là quý độc giả đã đón nhận. Thì bây giờ cha có thể thử là hát
cái ca, một cái câu cũng như là trong cái ca khúc nào đó mà cha cảm thấy là thích nhất? Vâng, cho trở lại câu hỏi của cô Đức Mỹ thì câu hỏi thích bài nhất thì tôi trả lời thế này. Bài nào mà khán giả thích thì tôi thích. Dạ. Yeah. Nhưng mà đa phần là rất là nhiều ca khúc của Linh Mục mà nhiều quý vị khán giả thích thì... Vâng, có là cái bài mà tiêu biểu á, mà tạm gọi là thương hiệu của anh Đức á, yeah, là cái bài Dấu Ấn Tình Yêu. Bài này phát xuất từ cái tư tưởng của Tagore, của nhà thơ Ấn Độ, cộng với cái hoàn cảnh là một lễ khấn của một anh em ở nông trường khấn tròn, và sau đó để kỷ niệm 50 năm khấn dòng của một thầy già thì tôi gọi tóm lại bài này trong ba cái tiểu khúc. Tiểu khúc thứ nhất dành cho thầy sắp khấn tròn, tiểu khúc thứ hai dành cho thầy đã mừng 50 năm khấn dòng, và tiểu khúc thứ ba là lấy ý của nhà thơ Tagore, và nhất là điệp khúc là cao trào nhất thì hoàn toàn lấy ý của nhà thơ Tagore để diễn tả cái dấu ấn và tình yêu của Thiên Chúa trên cuộc đời. Đây là bài mà tạm gọi là tiêu biểu nhất. Yeah. Và... theo thì bây giờ cha có thể hát thử một đoạn trong cái... Hát chay nhá. Dạ. Cái này không có nhạc. Hát chay cũng đàn nha. Yeah. Vâng. Và xin anh chị em tôi cảm nhận dòng ca về chiều nó cũng không hay như ngày xưa nữa. Nhưng mà thôi cứ hát đại. Sao là có những hướng mà mình hát chay mà cảm thấy là nó thú vị, mình hấp dẫn hơn là phải có nhạc nữa. Vâng. Thế coi như là qua số hát vậy anh chị em tôi cảm nhá. Cái lời... lời như thế này: Chúa ghi vào hồn con dấu ấn của Ngài, Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời, mấy cùng đàn tớ tấu lên chiều mến, khung ca cuồng đời con thơm ngát hương trời. Hồng ân Chúa tràn trề tháng năm, tay con nhỏ bé đón sao cho vừa. Hồng ân Chúa vô biên vô tận, tình con nhỏ bé nhưng hay còn với. Con cảm thấy rất là cảm động và có một chút đồng cảm với Chúa cũng như là những cái ca từ trong cái sáng tác của cha. Và hiện nay thì chúng con thấy là có rất là nhiều những cái tác giả sáng tác rất là nhiều ca khúc khác nhau, nhưng mà để có một cái ca khúc mà đi sâu mà in đậm trong lòng quý khán giả thì rất là khó, đúng không ạ? Vâng. Yeah. Theo bản thân tôi có kinh nghiệm thế này, tôi với thánh ca là thứ nhất nên người chia sẻ lại là để phục vụ nhu cầu. Nhưng mà qua nhu cầu đó thì tôi cảm nhận một kinh nghiệm thế này: muốn viết bài thánh ca cần có ba yếu tố quan trọng. Thứ nhất là giai điệu, hồn nhạc. Đạo âm nhạc thì phải có giai điệu. Tôi chưa nói vấn đề hòa âm và vấn đề mà phối khí, chỉ là giai điệu đã. Một bài hát mà có giai điệu hay á, là nó từ đó là nó đã là thành công rồi, bước đầu. Cho nên đó là hồn nhạc, là tính. Cái thứ hai là hồn thơ, ca khúc thì phải có lời, ca từ, mà ca từ càng sát thơ bao nhiêu á, càng thơ tinh bao nhiêu thì càng làm cho bài nhạc nó thêm giá trị về mặt ca từ. Và cái thứ ba quan trọng nhất là hồn cầu nguyện. Thánh ca không phải là nhạc đời, cho nên hát cho dù nhạc hay, lời hay mà chưa cầu nguyện được thì chưa phải là một bài thánh ca thành công. Cho nên cái quan trọng nhất của thánh ca là hồn cầu nguyện. Cảm tưởng của cha khi mà lần đầu tiên mang đến những cái bài hát đối với cộng đồng Công giáo Thương Con là gì? Khi cảm tưởng này thì tôi xin chia sẻ một cách chân thành thế này. Tôi đến Canada lần này không phải vì mục đích để mang nhạc đến đâu. Yeah. Mình đến với tư cách là một người tham quan, du lịch. Bởi vì qua Mỹ 3-4 lần rồi, lần đầu tiên xin được visa qua thăm đất nước Canada. Mặc dù anh chị em Việt Kiều Canada khá nhiều, nhưng mà cái điều mà làm cho tôi cảm thấy ấm lòng á, người ta phải gọi là Canada đất lạnh tình đồng, phải không? Là ấm lòng là tại sao? Nhờ âm nhạc, nhờ những bài thánh ca mà các ca đoàn, các giáo xứ họ đã hát. Khi tôi qua đây thì được niềm mở đón tiếp như là một người thân, một người thân quen rồi, mặc dù là hát nhưng mà vẫn cảm thấy như là người nhà, cho nên tôi cảm thấy không ngỡ ngàng, không lạc lõng,
mà trở lại hội nhập rất nhanh vào trong cộng đoàn các anh em như tôi đó, các đoàn tại Toronto rồi tại các ngày chỗ này chỗ kia. Và hy vọng đây là một cái tâm gì đó đẹp người để chúng tôi được tiếp xúc, được thăm viếng, được gần gũi và được tìm hiểu đời sống của anh chị em Việt Nam tại Canada. Qua âm nhạc là một yếu tố thuận tiện để tôi đến với họ. Đó là một cái điều tôi cảm thấy tạ ơn Chúa. Và tạ ơn ngày hôm nay cũng cảm ơn cô Đức Mỹ tạo điều kiện để mà có thể nói chuyện. Mặc dù không có chuyên nghiệp trong mặt anh chị em khán giả đâu. Với những cái chia sẻ của cha thì chúng con cũng cảm thấy rất là cảm kích, cũng như là tự hào, bởi vì những cái bài hát mà cha mang đến thì luôn luôn mang cho chúng con những cái bài học rất là sâu sắc trong cuộc sống. Và một lần nữa thì chúng con cảm ơn cha rất là nhiều. Tôi cũng xin nhân tiện đây cảm ơn quý khán thính giả đài Việt TV Canada, và đặc biệt cảm ơn cô Đức Mỹ lần đầu tiên được gặp cô. Nhưng mà qua cuộc trao đổi này như là một cái tân thân quen nào đó đưa lại tôi cùng gặp với anh chị em nói chung, và đặc biệt với cô Đức Mỹ là một cái tương quan mới mẻ. Xin cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn Đức Mỹ.